Xin chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái hàm điều kiện ở trong cái asset, đó là hàm if. Thì hàm if các bạn đã học ở trong cái Excel rồi. Thế thì hàm if ở trong asset đó thì nó cũng tương tự như vậy. Thì hàm if chúng ta thường được sử dụng ở trong cái câu query. Đây thầy lấy ví dụ nhân viên ở đây. Rồi. Thì bây giờ ở đây á thì chúng ta có thế này, cái bảng nhân viên giống như ở trên cái slide mình đang xem. Rồi thế thì bây giờ thầy muốn lấy ra cái thông tin nhân viên, có tuổi, các bạn thấy có tuổi và độ tuổi, ví dụ như từ năm từ 0 cho tới 15 tuổi là thanh niên, đại loại là như vậy. Rồi trên cái mức nào đó nó là thiếu niên đó. Thế thì bây giờ chúng ta thử nha, chúng ta sẽ sử dụng cái câu query để chúng ta lấy cái đó. Rồi query design, bây giờ mình sẽ lấy cái bảng nhân viên ra. Rồi thì ví dụ thầy muốn lấy là mã nhân viên họ, tên và ngày sinh, tuổi. Thì bây giờ chúng ta có tuổi, thì tuổi thì hiển nhiên là chúng ta không có ở trong bảng này rồi, nhưng chúng ta có ngày sinh thì chúng ta có thể tính tuổi được. Thế thì bây giờ người ta nói là tuổi thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Tuổi đúng không? Thì sẽ bằng cái năm hiện tại. Năm hiện tại thì các bạn có thể lấy số 2021 rồi các bạn trừ đi cho cái năm sinh, là chúng ta dùng cái hàm year của ngày sinh. Rồi year của ngày sinh rồi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta lấy 2021 trừ year của ngày sinh á thì nó có ra không? Thì rõ ràng là nó ra. Nhưng mà ví dụ như bây giờ tới năm 2022 thì giờ mình làm gì các bạn? Không lẽ mình đổi. Qua năm 2023 thì không lẽ mình lại đổi nữa ha. Rồi như vậy cho nên ở đây á thì chúng ta không có lấy năm 2021 nữa mà chúng ta lấy năm của hiện tại. Rồi chúng ta lấy year. Rồi thì năm hiện tại thì cái ngày của hiện tại á thì chúng ta sử dụng cái hàm date ở trong cái asset. Rồi các bạn thấy nó cũng ra y chang như vậy ha. Rồi thế thì nhưng mà cái hàm này á, cái hàm này thì nó sẽ được một cái vấn đề á là nó sẽ đúng ha, nó sẽ đúng ở trong cái mọi trường hợp, mọi năm mà mình chạy, chứ không cần thiết là chúng ta phải mỗi năm mỗi chỉnh sửa ha. Lấy year của date trừ cho year của ngày sinh, tức là năm của ngày hiện tại, năm hiện tại trừ cho năm sinh. Thì bây giờ ở đây chúng ta có cái tuổi rồi, thì bây giờ chúng ta muốn là độ tuổi. Độ tuổi. Thế thì bây giờ độ tuổi thì chúng ta tính như thế nào? Rồi. Thế thì độ tuổi. Độ tuổi thì nó sẽ bằng là mình sẽ chia nhỏ nó ra. Ví dụ như từ 15 tới 20 tuổi gì đó thì nó là thanh thiếu niên, thanh niên gì đó vân vân. Thế thì bây giờ á thì chúng ta sử dụng cái hàm if. Thì hàm if ở trong asset nó hơi khác biệt tí so với cái hàm if ở trong Excel, đó là nó có tới hai chữ y. Nó có hai chữ y chứ không phải là một chữ y nha các bạn, hàm if. Rồi điều kiện, cái cách viết thì nó y chang như là cái hàm bên Excel. Chúng ta sẽ có ba vế. Vế thứ nhất đây là điều kiện, vế thứ hai đó là cái giá trị nếu như điều kiện đúng, và cái vế thứ ba nếu là giá trị nếu như điều kiện nó bị sai. Ta luôn luôn ta có ba vế và cách viết y chang như là hàm y chang như là cái hàm if ở trong Excel. Thì bây giờ chúng ta coi ha, nếu như tuổi thì các bạn thấy là nãy chúng ta có tuổi rồi, chúng ta có tuổi rồi ha, tuổi rồi, đóng ngoặc lại. Nếu như tuổi mà nó từ bao nhiêu đó, ví dụ như bây giờ mình bé hơn 25 đi thì nó là thanh niên đúng không, thì nó là thanh niên thì mình ghi chữ thanh niên ở đây. Rồi nhưng mà các bạn thấy từ thanh niên này mình là chữ nha, chữ thì mình phải thêm gì vô các bạn, chữ thì mình phải thêm dấu nháy kép vô, còn nếu là số thì mình để nguyên. Rồi còn nếu không phải thanh niên thì chúng ta có thể làm ta có thêm nhiều if nữa đúng không, ví dụ như tuổi, rồi không phải thanh niên mà tuổi mà nó từ 26 cho tới 35 đó, nó là trung niên thì mình sẽ ghi thành niên đi ha.
thanh niên, thiếu niên, coi trung niên đi. Rồi, trung niên, phải cái. Còn trên đó nữa là lão niên, họ mất công tính quá nữa ha. Rồi, lão niên cái, mình khỏi mất công, nhiều quá. Rồi, như vậy chúng ta có là một if, đúng không? Rồi, hai if, thì chúng ta sẽ có hai cái giống mặt thế này. Như vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ cái giá trị của cái cột độ tuổi nè, nó sẽ dựa vào cái tuổi để nó tính ra. Bấm ok một cái. Rồi bây giờ chúng ta bấm nút view một cái, các bạn thấy ví dụ như này là 31 tuổi là trung niên nè, trên 35 là thấy là lão niên rồi nè, từ 26 tới 35 đó là trung niên nè, đó các bạn thấy. Thì đây là chúng ta sử dụng cái hàm if và chúng ta tạo lên một cái giá trị cho một cái cột khác. Thế thì bây giờ á, thì nếu như nhiều bạn á mà chúng ta cũng tự nhiên cũng viết y chang thế này, đây là một cái kinh nghiệm ha. Có nhiều bạn nói thầy ơi em viết y chang thầy không sai chữ nào cả, thế mà nó lại bị báo lỗi. Thế thì viết y chang nó chưa chắc đúng, tại vì cái vấn đề nằm chỗ này đây, đó là cái dấu chấm phẩy của mình. Thì có một số bạn mà chúng ta đang sử dụng cái định dạng của mình á trong control banner là kiểu tiếng Việt. Thế thì lúc này shape của nó, cái separator, cái là dấu phân cách của mấy cái đối số á, nó là dấu chấm phẩy ở đây. Thì các bạn chuyển sang dấu chấm phẩy giống như Excel. Nhưng mà có một cái điều mà đặc biệt mà chúng ta lại không có ngờ tới, đó là thằng asset này bạn chỉnh thế nào bạn chỉnh nó vẫn không chấp nhận cái dấu chấm phẩy này làm cái phân cách hàng ngàn, phân cách các đối số. Asset thì nó chỉ có dấu gì các bạn, asset đây chỉ có dấu chấm phẩy, có dấu phẩy thôi, chứ asset nó không chấp nhận cái dấu chấm phẩy ở trong cái việc này, thành ra dẫn đến là cái bài của mình nó bị sai rất là nhiều. Cho nên bắt buộc ở đây á thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng ha, cái kiểu là dấu phẩy, không được sử dụng dấu chấm phẩy. Thế thì ở trên lúc mà còn học Excel á thì một số bạn á thì dùng dấu chấm phẩy thì thôi cũng ok đi, thì nó vẫn đúng, nhưng lên asset thì nó lại không đúng nữa. Cho nên các bạn bắt buộc là chúng ta phải dùng cái dấu phẩy ở đây. Đây nha, các bạn lưu ý chỗ này giùm thầy một cái nha, đối với cái hàm if này. Rồi, thầy mới vừa hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng cái hàm biểu thức điều kiện ở trong cái asset để ta tạo nên một cái giá trị mới cho một cái cột.